Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày Tết đang đến gần và những bữa cơm đoàn tụ, những cuộc gặp gỡ liên hoan cuối năm thì thường có sự bia đi cùng. Vậy làm thế nào để phòng ngừa ngộ độc rượu thời điểm cuối năm? Mời quý vị theo dõi mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay với các nghiên cứu của các chuyên gia y tế được đăng tải trên báo điện tử vietnamnet.vn và sức khỏe và đời sống.com. Trước tiên là những tác hại khôn lường của rượu được pha từ cồn công nghiệp. Sự nguy hiểm của rượu pha từ cồn công nghiệp, hiện nay nhiều chủ cơ sở sản xuất hoặc chính người dân đã pha rượu với cồn để bán nhằm giảm giá thành, tăng lợi nhuận. Loại rượu này dễ gây ra ngộ độc rượu methanol, tức là rượu pha từ cồn công nghiệp. Loại ngộ độc này rất nặng, tỷ lệ tử vong cao. Về cơ bản, nguồn rượu methanol trên thị trường hiện nay là từ sản xuất công nghiệp. Methanol thực chất là cồn công nghiệp, là chất rất độc. Với lượng nhỏ cũng đã gây mù mắt, nhiều hơn có thể tử vong. Ngộ độc methanol gây tổn thương não, tổn thương nội tạng, do đó nếu sử dụng cồn công nghiệp để pha rượu sẽ rất nguy hiểm, gây ngộ độc, thậm chí tử vong cho người sử dụng. Gia tăng ngộ độc do lạm dụng rượu bia ngày Tết. Mỗi năm trong dịp Tết, số người bị ngộ độc rượu phải vào viện cấp cứu chiếm gần 50% tổng số bệnh nhân ngộ độc rượu của cả năm. Trong đó gan là một trong số các cơ quan chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều nhất do bia rượu. Triệu chứng ngộ độc rượu thường là ngủ say ly bì, không biết gì, có người nằm cả ngày, gia đình tưởng ngủ không gọi dậy, đến khi lai mãi không tỉnh mới đưa vào bệnh viện cấp cứu thì đã muộn. Tác hại của rượu bia là do chất cồn ethanol gây ra thông qua ba cơ chế trực tiếp. Với những người uống liều nhỏ và từ từ, chất cồn gây độc mãn tính cho các cơ quan và mô trong cơ thể làm tổn thương tế bào. Đây là nguyên nhân gây các bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch, đái tháo đường. Các vụ ngộ độc rượu có nồng độ methanol cao thường rơi vào người sống ở nông thôn do sử dụng thành phẩm rẻ. Không nên tùy tiện uống các loại rượu ngâm rễ lá cây, động vật. Nếu dùng các loại rễ cây, các loại thảo dược hay các loại động vật để ngâm rượu mà không rõ thành phần hay công dụng thì sẽ có nguy cơ gây ngộ độc cho cơ thể. Và nếu uống quá nhiều rượu ngâm thì chẳng những bị ngộ độc do các loại dùng để ngâm mà còn bị nghiện rượu và bị các tác hại tương tự rượu bia thông thường. Ngộ độc do rượu ngâm, nếu nhẹ thì có thể có biểu hiện nôn mửa, rối loạn hành vi, một số khác nặng hơn thì bị hôn mê sâu, trụy mạch, mặc dù được cứu chữa khỏi ngộ độc nhưng vẫn có thể phải mang di chứng nặng nề. Mặt khác, do trong máu của động vật thường bị nhiễm ký sinh trùng như trứng run sán rồi trong quá trình lấy máu của chúng lại không đảm bảo vệ sinh nên có thể bị nhiễm vi khuẩn, ấu trùng. Lại thêm việc ngâm rượu sai cách nên khi uống rượu thì ký sinh trùng sẽ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi có nhu cầu sử dụng các loại rượu ngâm dược liệu nên tìm mua dược liệu ở các cơ sở đông dược có tư cách pháp nhân và cần có sự tư vấn của thầy thuốc y học cổ truyền. Nguy cơ từ rượu không rõ nguồn gốc và khuyến cáo từ chuyên gia theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, thời điểm trước và sau Tết, số bệnh nhân nhập viện liên quan đến rượu bia thường tăng cao, trong số đó chủ yếu là xuất huyết tiêu hóa, men gan tăng, viêm gan, sơ gan, viêm tụy. Theo bác sĩ Nguyên, nguy cơ ngộ độc rượu càng tăng với hậu quả khó lường nếu dùng phải rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu có chứa methanol. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân cần hạn chế bia rượu ở mức thấp nhất có thể, không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính, không uống rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng, trẻ em dưới 18 tuổi không được uống rượu bia, không uống rượu khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị. Rượu bia và nguy cơ gây tai nạn giao thông, những người uống nhiều bia rượu với lượng chất cồn hấp thụ vào cơ thể nhiều sẽ gây nhiễm độc cấp tính, tác động lên cấu trúc và dẫn truyền của thần kinh trung ương, làm rối loạn phối hợp động tác, giảm tỉnh táo, rối loạn nhận biết, ảnh hưởng đến hành vi. Từ đó gây ra các hậu quả cho mình và người xung quanh, thường gặp là tai nạn giao thông, bạo lực, hành vi nguy cơ, chẳng hạn như quan hệ tình dục không an toàn. Lệ thuộc rượu bia cũng gây loạn thần do rượu và dẫn đến các bệnh mãn tính, để lại hậu quả trước mắt và gánh nặng lâu dài cho xã hội. Trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những khuyến cáo của các chuyên gia y tế về việc không nên dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc và tác hại khôn lường của việc sử dụng thực phẩm bị ôi thiêu, nấm mốc. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.